Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay thì gió biển đang có mặt tại đê biển thuộc xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Và hiện tại thì trời vẫn đang mưa lâm thâm và mấy ngày nay mưa suốt thưa quý vị và các bạn. Ở đây là con đê và chúng ta chỉ cần đi khoảng độ 2 km nữa thì có thể tới nhà thờ đổ Hải Lý. Hôm nay thì gió biển sẽ xuống cái phần dưới biển xem. Sau bão và sau những cái đợt lũ lụt khá là lớn thì biển Hải Lý thay đổi như thế nào nha mọi người. Những cái con đường đi từ trên đê xuống này rất là trơn thưa quý vị. Đấy, mọi người mà đi không cẩn thận và đi những cái đế dép, đế giày nó trơn ấy thì rất là dễ bị trượt. Mọi người thấy không? Đây là những cái phần rác hiện tại thì nó được đưa lên rất là cao. Gió biển có thể cảm nhận được là nó đang ở giữa cái lưng lửng cái phần đê này. Đó, đê của xã Hải Lý cũng như huyện Hải Hậu thì hiện nay thì rất là chắc chắn rồi. Những cái phần đê ven các xã giáp biển này. Đấy, thì vừa rồi lũ lụt thì nước biển nó cũng dâng lên khá là cao. Đó, và ngày hôm nay thì nó tích tụ lại như thế này đây thưa quý vị và các bạn. Đây là những cái phần xốp, có thể là phần xốp của những cái phao kéo lưới của ngoài biển và một số phần xốp khác thưa quý vị. Hiện tại thì gió biển thấy khá là nhiều giày dép của trẻ em này, rồi của người lớn này. Đấy, nó tập trung hết lại đây. Có người là mất cả đôi. Đây có một chiếc dép này, rất giống chiếc dép của gió biển này. Đấy, gió biển đi cái đôi dép này nó xấu xấu vậy nhưng mà nó rất là bền. Mỗi cái là hơi trơn. Khá là nhiều dép của không biết là tất cả đâu đó nó tụ họp về đây thành một cái khu rác như thế này. Nếu như mà dép nhựa mà hiệu quả thì các cô nhặt đồng lát thì chỗ này kiếm được cũng khơ khớ đấy mọi người. Và hiện tại thì gió biển cũng thấy được một số cái phần nhựa có thể nhặt đây này. Đấy, mọi người thấy không? Rất là nhiều những cái, có thể là cái này là người ta làm cái phao của lưới mọi người ạ. Đấy, thì cái phần này là có thể bán đồng lát được này. Các anh chị em và các cô mà đi nhặt đồng lát vớ được cái túm này thì khá là ổn luôn và có thể kiếm thêm thu nhập. Ôi sổ ơi, đây lại gió biển lại thấy được một cái mũ bảo hiểm phu phây, không biết là trôi giạt từ đâu, vỡ mất cả kính rồi mọi người ạ. Ở phía đây là một cái cửa đập ra biển. Đấy mọi người thấy không? Được làm 3 tầng và sẽ được thiết kế bằng hệ thống điện và cống treo đấy mọi người. Hiện tại gió biển đang phải che ô đây mọi người. Có mặc áo mưa và che ô để cho nó đảm bảo không bị mưa ướt. Thường thì những cái phần cống phai la biển này rất là sâu nha mọi người. Mọi người thấy không? Ở dưới này không hiểu tại sao mà cái đợt này gió biển thấy rằng là sau bão nó lại có những cái phần sóng nó cuồn cuộn từ dưới lên đây. Đấy, mọi người có thể thấy không? Gió biển không hiểu sao mà nó lại ùn từ dưới lên. Và nước chảy về hai bên nha. Đấy, nó chảy cả về phía bên này và nó chảy đổ cả la biển. Vừa xong thì gió biển có xuống vãi chài ở đây và không được con cá nào thưa mọi người. Khi vãi ở sông thì cũng kiếm được nhưng mà không hiểu tại sao đợt này mưa lụt mà không có cá. Còn ở trên những cái sông như ở gần cầu Đò Quan thì gió biển có chứng kiến một số bác câu được những con cá chép đến 3 đến 5 cân. Ra tới đây thì mọi người có thể quan sát cái dòng nước nó chảy từ cái cửa phai, cửa đập kia rồi nó chảy ra đây này. Hiện tại thì có một cái phần cuồn cuộn sóng ở giữa này. Đó, và nó chảy cả ra hai bên. Và nước ở đây thì rất xiết. Đấy, mọi người có thể thấy đây là có một cái dây thừng.
không biết là họ thiết kế làm gì và họ buộc lên tận trên cửa cống kia mọi người ạ. Đấy, dây sẽ chạy dọc lại đó, và bên kia cũng có một cái dây. Đợt trước thì gió biển có thấy được là không biết là họ làm một cái dây có thể là kéo một số cái phần thiết bị để đánh bắt cá nhỏ nhỏ thôi mọi người. Đấy, hiện tại thì vì nước nó quá xoáy nên là nó tạo nên một cái bãi bồi nhỏ nhỏ ở chỗ này, rất là nhiều cát ở phần dòng rêu này. Chỗ này thì gió biển nghĩ rằng là rất là trơn. Giờ thì gió biển sẽ đi ra chỗ cái bãi cát này chia sẻ để mọi người. Biển sau bão và sau lụt nó cũng khác nhiều lắm thưa quý vị. Ở phía dưới này là những cái phần vỏ chai, rồi ngao này, sò này, nhiều lắm. Không hiểu là đây là những cái loài ngao sò nó bị chết từ lâu rồi hay như thế nào, nhưng mà hiện tại thì chỉ thấy những cái nửa vỏ, mà thậm chí những cái vỏ ở đây nó vỡ vụn này mọi người. Có lẽ là vừa rồi sóng chịu ảnh hưởng của bão nên những cái cơn bão nó dồn dập, và với cái sức mạnh khủng khiếp đã làm cho vỡ cả những cái vỏ ngao sò này. Ngày trước thì gió biển đi rất là ít khi nó vỡ nát là như thế này. Rồi, và đằng kia là một cái khu nuôi trồng thủy hải sản, cũng rất là may mắn cho quê hương Hải Lý nói riêng và Hải Hậu nói chung, thì cũng chịu ảnh hưởng của bão nhưng mà nó không quá nhiều. Tất nhiên rằng là một số cái huyện ven thành phố đấy, và chỗ khu vực thành phố thì cái khu vực ngoài đê chịu ảnh hưởng khá là lớn. Đây thì mọi người có thể quan sát được những cái phần bê tông và được xây dựng rất là chắc chắn đây. Hiện nay thì nó được đưa vào tận trong này, rồi tạo ra những cái vết nổng trên cát, nồi lõm. Và đây, cảm tưởng như một cái dòng suối lởm chởm những đá. Và những cái viên đá này nó bị bào mòn rất là nhẵn nha mọi người. Không còn cái góc cạnh sắc như trước nữa. Và bây giờ những cái hòn đá này nó trở nên êm ả, nó trở nên tròn trịa hơn. Hôm nay gió biển ra đây để chia sẻ đến quý vị và các bạn những cái hình ảnh sau bão ra ghi đây. Hiện tại thì cái lens kính nó hơi mở, gió biển sẽ mở ra một chút cho nó rõ hơn. Hiện tại trời vẫn đang mưa mọi người ạ. Như thế này thì có lẽ là nó cũng nét hơn một chút rồi. Quay về mùa ẩm này thì thường thường thỉnh thoảng cái lens kính của máy quay nó hay bị mờ mọi người. Không hiểu là cái độ ẩm nó cao hay là sương mù ấy, thì nó tạo ra một cái lớp sương mù ngay trước lens kính ấy, thì nó mờ đi. Và gió biển đang thấy một số cái con chim, không biết là cái loài chim gì mà nó bay lượn lượn là thấp thấp ở phía dưới cái khu vực cát này. Đấy, bây giờ gió biển sẽ đi ra ở phía ngoài này để chia sẻ với mọi người. Ngày hôm nay thì thấy rằng là nước biển nó không còn trong lành như ở mấy cái hôm mà vừa bão xong nữa. Nước biển hôm nay khá là đục, phải nói là đục ngầu luôn mọi người. Ngay ở trên một bãi cát này có những cái phần đất thịt lạ thường như thế này. Đấy, đất thịt, đất bùn luôn mọi người. Đấy, đây là phần đất bùn như kiểu ở trong ở chỗ những cái phần cánh đồng ở nước ngọt, cánh đồng lúa vậy. Những hòn đá bị những cái con vật sống ký sinh nó tạo ra những cái phần lởm chởm ở trên đá. Đấy, mọi người thấy không? Đó, gió biển quay sát vào để chia sẻ mọi người. Mặc dù hôm nay trời nó cũng khá là mưa nhưng mà gió biển ra xem tình hình biển ở ngoài này thế nào. Từ đây lại kia tạo ra một cái bãi cát khá là phẳng và không có rác rưởi luôn mọi người. Nếu như ở chỗ nào cũng có một cái bãi cát đẹp như thế này
thì thật sự là rất là tuyệt vời. Đó, những con sóng từ ngoài vào, và ngày hôm nay gió biển cảm giác thật sự những cái hình ảnh, những cái con sóng này nó đục ngầu. Nó đục ngầu thưa quý vị. À, sóng cũng không quá lớn đâu mọi người, ở cái mức bình thường. Còn khi mà trước bão và sau bão thì nó ở cái chế độ gọi là biển cảm giác là rất là êm. Thường là khi mà ảnh hưởng những cái cơn bão lớn thì biển và sóng rất là êm. Và ở đây thì tôi biển thấy một cái cành cây và rất là nhiều những cái phần cái dây vải này. Cái dây này mọi người nếu mà lấy làm cái dây buộc cũng rất là tốt đấy mọi người ạ. Đấy, toàn là dây vải. Dây vải để buộc những cái bao thóc, rồi buộc những cái phần gì đó. Thì cái dây vải nó thít rất là chắc, rất là hiệu quả mọi người, và rất là bền. Vào những thời điểm hiện tại thì các xưởng may và các nơi về may mặc thì họ chủ yếu cũng may bằng những cái chất liệu vải khá là tốt. À, tít đằng xa kia gió biển thấy một cái khu, có thể đó là một cái công trình xây dựng, một cái bức tường và một số cái phần kiến trúc xây dựng nó sừng sững. Nó bị bây giờ nó gần như một cái phần nhô lên khỏi mặt biển, cách biệt so với phần đất liền khoảng độ 200 mét, như một cái hòn đảo bằng bê tông vậy mọi người. Còn nhà thờ đổ đằng kia thì vẫn sừng sững, và biển hôm nay thì đục ngầu, và ở đây như một dòng nước lũ tại biển Hải Lý. Đấy mọi người thấy không, vừa sóng vừa chảy xiết như thế này. Không biết là trên hình ảnh mọi người có quan sát được rõ không, nhưng mà trước mắt gió biển bây giờ nó chảy xiết ra ngoài biển, và cảm giác nó vừa chảy xiết, nó vừa gợn sóng lên rất là cao. Đấy, mọi người có thể nhìn xuống cái dép của gió biển. Chỗ này là ven bờ thôi mọi người nhá, mà nó chảy kinh khủng như thế này. Đấy, rũa chân thì thấy sạch rồi mọi người. Đi ra biển vào những cái mùa mưa này, rồi những cái lúc mà nước nó lên xong nó lút ý, rất là nhiều rong rêu và nguy cơ té ngã rất là cao và rất là nguy hiểm. Gió biển cũng đã từng té ngã ở ngoài khu vực biển này rồi, bây giờ thì có lẽ là phải cẩn thận hơn. Ở xa xa kia là phần kè đá. Đấy, tất cả hai bên này người ta xây những cái phần kè đê ra tới tận đây để đảm bảo tránh cái việc gọi là lở đê ở cái khu vực ngay cái cửa đập phai cống này, cống phai sát đê biển này. Đấy, biển ngày hôm nay là như thế. Và video clip này thì gió biển cũng chia sẻ đến mọi người những cái hình ảnh về biển xã Hải Lý ngày hôm nay, mưa gió thay đổi như thế nào sau bão và lũ. Đấy, như một dòng lũ ngay tại biển này, những cái con vật ký sinh này. Đấy, ở video clip này thì gió biển cũng chia sẻ với mọi người về những cái hình ảnh sau bão và lũ tại biển Hải Lý ra sao, thì gió biển xin chia sẻ đến mọi người. Và video clip này thì gió biển cũng xin dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip lần sau.